Ngày nay Hàn Quốc càng được nhiều người biết đến trên toàn thế giới. Ở Đông Á chúng ta nói về nhạc Hàn Quốc, nói về mỹ phẩm Hàn Quốc, nói về phim Hàn Quốc. Ở phương Tây thì người ta cũng nghe rất nhiều về tin tức Hàn Quốc, về bóng đá Hàn Quốc nữa và cả người hàng xóm ở phía Bắc của họ. Khi xem đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại Asian Cup hoặc World Cup, điều dễ nhận thấy nhất là thể lực và thể hình của các cầu thủ Hàn Quốc so với cầu thủ châu Âu thì không thua kém, còn so với châu Á thì vượt trội hơn nhiều. Người Hàn Quốc cũng là người Á Đông, nhưng tại sao họ lại to khỏe đến vậy? Cũng người Á Đông mà rõ ràng họ cao to hơn Nhật Bản, Việt Nam, có phần nhỉnh hơn Trung Quốc và vượt trội hơn so với chính người hàng xóm, đó là Triều Tiên, cũng là một người anh em của họ. Đây là một trong số những bức ảnh nổi tiếng nhất về so sánh chiều cao của quân nhân Hàn Quốc, Triều Tiên và ở đây có cả một người Mỹ nữa. Tất nhiên nó không đại diện cho tất cả đàn ông của những đất nước này, nhưng đúng là tỷ lệ cao to của người Hàn Quốc thì rất là lớn. Và vì sao người Hàn Quốc có đôi mắt lại rất Hàn Quốc như vậy? Câu chuyện này sẽ lý giải về sức khỏe của người Hàn Quốc, thể lực thể hình của người Hàn Quốc và một số sự thú vị liên quan đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng của người Hàn Quốc. Hiện nay thì người Hàn Quốc phải nói rằng là những người khỏe mạnh bậc nhất trên thế giới, bởi vì họ có tuổi thọ trung bình là 84,5 tuổi, trong khi con số này vào những năm 1960 rất thấp, 52,4 tuổi. Theo bảng xếp hạng của Worldometer, hiện Hàn Quốc nằm trong nhóm 5 nước có tuổi thọ cao nhất trên hành tinh, cùng với những nước như là Nhật, Thụy Sĩ, Singapore, Italia. Mỹ thì đứng ở vị trí thứ 47. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet, các nhà khoa học đã dự đoán tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hàn Quốc sẽ vượt quá 90 tuổi vào năm 2030 và nam giới cũng sẽ có những bước tiến lớn. Các lý do chính cho những thành tựu ở Hàn Quốc cũng như hầu hết các nước giàu đó là giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ con mới sinh ra và các bệnh tim mạch, đặc biệt là đột quỵ và ung thư dạ dày, thế nên tuổi thọ càng được gia tăng. Cơ sở y tế hạ tầng của Hàn Quốc cũng rất là phát triển với những thiết bị công nghệ cao và tốt hơn nhiều nước. Chỉ tiêu y tế hàng năm của Hàn Quốc là khoảng gần 4.200 đô la Mỹ trên đầu người và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng và dân số Hàn Quốc sẽ tiếp tục có tuổi thọ rất tốt. Đó là tuổi thọ còn về chiều cao. Trong quá khứ thì người Hàn Quốc có chiều cao trung bình thuộc vào loại thấp nhất châu Á. Nhưng kể từ những năm 1990, đã có một sự thay đổi lớn cả về chiều cao và thể lực của người Hàn Quốc. Những con số thống kê đã chỉ ra rằng, từ năm 1979, nam giới Hàn Quốc đã cao hơn trung bình 6,4cm và phụ nữ thì cao hơn 5,3cm. Đàn ông Hàn Quốc trưởng thành có chiều cao trung bình là 172,5cm và phụ nữ trưởng thành có chiều cao trung bình là 159,6cm. Nên nhớ đây là chiều cao trung bình, thế nên có người cao, có người thấp. Nhiều người nói rằng Hàn Quốc cao và khỏe như vậy bởi vì họ ăn nhân sâm. Nhưng mà sâu xa hơn thì quan trọng nhất, Hàn Quốc là một đất nước đã có những sự đổi mới về mặt kinh tế. Gen cũng chỉ chiếm một phần thôi, bởi vì chẳng nói đâu xa, ngay ở Triều Tiên thì thể trạng con người cũng rất khác. Khi có tiền thì người Hàn Quốc đã bắt đầu đầu tư cho việc y tế và dinh dưỡng. Vào những năm 1970 thì chính phủ Hàn Quốc đã khởi xướng chương trình phát triển nông thôn mới, đó là thúc đẩy chất lượng cuộc sống ở các miền quê không chênh lệch so với chất lượng cuộc sống ở thành thị. Hàn Quốc cũng đẩy mạnh chương trình sữa học đường trên cả nước, thế nên hầu hết trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày. Cũng từ những năm 1970, dịch vụ giao sữa và sữa chua đến tận nhà do những phụ nữ trung niên chuyên chở với giá thành rẻ cũng được xúc tiến. Một thói quen ăn uống của người Hàn Quốc cũng rất tốt, đó là chia đồ ăn vào từng đĩa nhỏ. Chia như vậy thì giúp khẩu phần dinh dưỡng được cân đối và đa dạng phong phú. Và khi ăn thì không để thức ăn vào các đĩa lớn mà chia thành các đĩa nhỏ, như vậy thì trẻ con sẽ tạo được thói quen ăn uống đầy đủ các chất, không bị rơi vào tình trạng mất cân bằng trong quá trình trưởng thành. Và Hàn Quốc bây giờ cũng có thể coi là một cường quốc thể thao tại Đông Á. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Hàn Quốc đã được khuyến khích tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Thể thao rèn luyện thì luôn giúp cho cơ thể phát triển một cách toàn diện. Taekwondo, bơi lội, bóng rổ, bóng đá được ưa chuộng để tăng cường thể lực và kéo dài cơ. Có thể nói Hàn Quốc đã phát triển một cách toàn diện cả về kinh tế lẫn sức khỏe. Có một điều rất đặc biệt của người Hàn Quốc và rất dễ nhận ra, đó là đôi mắt một mí. Tại sao người Hàn Quốc lại có đôi mắt một mí? Đôi mắt nhỏ của người Hàn Quốc được cho là do quá trình tiến hóa, phát triển để thích nghi với môi trường sống. Theo những lý giải được đưa ra, trong quá khứ có rất nhiều những trận bão cát, trận gió lớn và thời tiết khắc nghiệt xảy ra ở khu vực Đông, đặc biệt là Đông Bắc Á. Để đối mặt với những điều kiện tự nhiên ấy thì người Hàn Quốc và những khu vực lân cận đã tiến hóa có đôi mắt nhỏ hơn nhiều so với các vùng khác trên thế giới. Thế nên mới có một đôi mắt rất đặc trưng của Hàn Quốc.
Nhưng ngày nay, nhiều người Hàn Quốc đã lựa chọn khắc phục đôi mắt nhỏ bằng cách cắt mí. Nhờ đó mà họ trông càng đẹp hơn, nhưng lại cũng mất đi một phần rất dễ để nhận diện. Sau đây là một số sự thật thú vị và một số món ăn tiêu biểu của Hàn Quốc. Đầu tiên là món canh quân đội, được coi là món canh quốc dân của người Hàn Quốc. Câu chuyện này thì bắt đầu từ những giai đoạn sau chiến tranh Triều Tiên, tức là giữa thế kỷ trước. Đây là thời điểm mà Hàn Quốc lâm vào tình trạng nghèo đói và khan hiếm nguồn lương thực và chất dinh dưỡng. Thời điểm này, Mỹ với tư cách là nước đồng minh thân cận của Hàn Quốc đã cử sang một lực lượng quân đội hùng hậu, và đi theo lực lượng này cũng là một chế độ dinh dưỡng rất Mỹ. Do thiếu nguồn cung cấp thực phẩm trầm trọng, người Hàn Quốc phải tìm dinh dưỡng từ những thức ăn của quân đội Mỹ như là xúc xích, giam bông. Từ những nguyên liệu này, người dân Hàn Quốc đã sáng tạo thành món canh quân đội, hay còn gọi là lẩu quân đội cũng được. Ban đầu thì họ chỉ tận dụng bằng cách tráng lại các vỏ hộp thức ăn thừa, nấu với kim chi. Đây là một món ăn truyền thống để món ăn thêm đậm đà, dễ ăn hơn. Và sau đó thì bỏ thêm bất cứ một thứ gì mà họ có được lúc đó. Canh quân đội sau này đã được người Hàn thêm vào chả cá, mì, há cảo khi mà điều kiện kinh tế tốt hơn, khiến cho món này trông ngon miệng và trông có phần giàu có hơn. Chính vì thế mà người nước ngoài khi thưởng thức món này, ít ai có thể tưởng tượng lịch sử ra đời nghèo khó của món ăn ấy. Sự thật thú vị tiếp theo về những món ăn của Hàn Quốc đó là món bạch tuộc sống. Một điều chắc chắn nổi bật về Hàn Quốc đó là món bạch tuộc sống. Bạch tuộc sẽ không ngon nếu nó không ngoe nguẩy ở trong miệng của người ăn, nên người Hàn Quốc bỏ qua khâu chế biến. Họ sẽ cắt bạch tuộc và cho vào bát một cách bình thường. Cần phải biết rằng, đa số neuron thần kinh của bạch tuộc nằm ở các xúc tu, vậy nên kể cả khi con bạch tuộc đã chết thì những chiếc xúc tu vẫn còn ngọ nguậy trong miệng của người ăn. Chưa kể trên xúc tu còn có rất nhiều giác mút sẽ dính chặt vào vòm họng của người ăn, tạo ra một trải nghiệm vô cùng độc đáo và cũng không kém phần kinh hãi. Dù là một món ăn nguy hiểm, nhưng món này vẫn được coi là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. Món ăn này vẫn được các chủ nhà hàng dùng để giới thiệu về ẩm thực Hàn Quốc và để thiết đãi những vị khách quý. Thêm một số sự thật thú vị khác về Hàn Quốc. Ước tính rằng cứ 4 người Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ có một người đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, tỷ lệ là rất lớn. Và đó là một trong những câu chuyện phổ biến nhất về Hàn Quốc. Nam giới phẫu thuật thẩm mỹ, nữ giới phẫu thuật thẩm mỹ, đó là chuyện rất bình thường. Có thể nói người Hàn Quốc bị ám ảnh với nhan sắc của mình. Tại sao ở Hàn Quốc lại có nhiều người mang họ Kim? Ở Hàn Quốc có một câu nói vui như thế này: nếu đứng tại núi Nam San ở thủ đô Seoul, ném một hòn đá xuống, không trúng người họ Kim thì cũng trúng người họ Lee. Tại Hàn Quốc, ba họ Kim, Lee và Park được xem là phổ biến nhất. Đây chính là nét đặc trưng của lịch sử của nước này. Và tất cả những người cùng họ thì chưa chắc đã cùng gia tộc với nhau, giống như họ Nguyễn ở Việt Nam chúng ta. Và nói xa hơn, không chỉ là Hàn Quốc mà còn là Triều Tiên. Và người đang đứng đầu Triều Tiên đó chính là ông Kim Jong-un. Ước tính có tới 20% số người ở Hàn Quốc mang họ Kim. Các họ như là Park và Lee, cũng như họ Kim, đều là những danh gia vọng tộc trong quá khứ và lấy theo tên những người có công trạng với đất nước. Ở trong xã hội phong kiến thì chỉ cho phép tầng lớp vua chúa quý tộc được sở hữu tên họ, còn những người như là đồ tể, pháp sư, kỹ nữ, thợ thủ công hay những người có tầng lớp thấp kém thì đều không được sở hữu tên họ. Mà bởi vậy sau này khi tất cả đều được mang họ thì những họ của tầng lớp quý tộc sẽ là những họ phổ biến nhất. Chuyện ăn là đầu vào rồi thì phải có đầu ra, và Hàn Quốc có những bảo tàng kỳ lạ. Hàn Quốc tự hào có một bảo tàng rất đặc biệt, trong đó có bảo tàng Pupuland, dành riêng cho những thứ liên quan đến chất thải cuối cùng của quá trình tiêu hóa. Tại đây thậm chí có thể tham gia những hoạt động rất vui nhộn. Và nếu đó vẫn chưa phải là điều đủ kỳ lạ thì còn có một bảo tàng khác có tên là bảo tàng Hyeoje, trong đó có một ngôi nhà hình bồn cầu. Phải nói rằng những người này rất quan tâm và say mê đến nhà vệ sinh. Và sự thật thú vị cuối cùng, không phải điều gì cũng mang tích cực. Hàn Quốc là một trong những nước uống rượu rượu nhất ở trên thế giới. Đúng là khi mà người Hàn Quốc tham gia vào một công việc gì đó thì họ đều luôn rất quyết tâm. Ăn cay thì phải ăn cay đến cùng cực, đá bóng thì phải chạy đến hơi thở cuối cùng, và uống rượu thì cũng uống rất nhiều. Hàn Quốc được coi là một trong những quốc gia tiêu thụ nhiều rượu nhất trên hành tinh. Họ có một nền văn hóa uống mạnh mẽ so với những nước láng giềng ở châu Á. Các ngày lễ mà được tổ chức thì đều phải dùng rượu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người Hàn Quốc tiêu thụ trung bình 12,3 lít rượu mỗi năm, xếp thứ 17 trên toàn cầu. Một đóng góp lớn cho giải thưởng quý giá này là việc tiêu thụ rượu soju. Rượu soju có nồng độ cồn thấp so với rượu Việt Nam chúng ta và thường được uống trong các bữa ăn chính ở Hàn Quốc.
Vâng, và đó là những gì mà chúng ta đã nói về Hàn Quốc, một đất nước phát triển rất nhanh về mặt kinh tế, từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới và châu Á trở thành một quốc gia rất phát triển. Và bây giờ thì thể hình của họ, thế lực của họ, tuổi thọ của họ cũng phát triển theo, cũng như những sự thật thú vị về ẩm thực Hàn Quốc. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng bình luận viên Hải Thanh Story với câu chuyện này. Bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.